Xin chào quý vị, trở lại với chương trình Đời Sống Quanh Ta, Life Around Us with Billy Lê. Kính thưa quý vị, vừa rồi Jake từ thành phố Garden Grove Code Enforcement Officer chia sẻ với chúng ta những cái trường hợp mà khi mà gặp phải ở một ngôi nhà hoặc là ở cơ sở thương mại thì anh hay phải cần xử lý bằng cách là nói những người dân đó hoặc là người chủ phải làm những cái công việc để mà giúp cho cái sự an toàn của họ và cũng như là người thân của họ. Và trong những cái công việc của Jake thì không biết là Jake có những cái câu chuyện gì mà bạn có thể chia sẻ đến cho quý vị khán thính giả biết để mà họ có thể cân nhắc, nhất là công việc code enforcement của em. Mời. Một điều mà Jake có thể chia sẻ với quý vị và các anh chị đó là nếu mà mình mua một căn nhà, thường thì mình trước khi mình mua hoặc mình ký giấy đó thì mình nên đến với thành phố mình request cái public records. Bởi vì qua cái public records đó thì mình có thể thấy được là cái căn nhà này theo hồ sơ của thành phố bao gồm những gì. Bởi vì Jake thấy rất là nhiều trường hợp mà người chủ nhà mua một căn nhà hoàn toàn không có sửa gì hết. Và khi mà có một người khiếu nại về một vấn đề thì khi mà thành phố ra thì thành phố thấy rất là nhiều những cái violation khác. Thì bởi vì có thể là cái người chủ trước đó họ sửa bất hợp pháp chẳng hạn, rồi sau đó họ bán lại cho mình. Thì mình mua mình không hề biết hoặc là mình không hề sửa gì hết, nhưng mà một khi thành phố đã biết là những cái phần này không có đủ an toàn, không có đủ điều lệ thì thành phố phải làm việc với cái chủ nhà hiện tại, thì thấy là nhiều người họ không có cố ý làm hoặc chỉ vô tình hoặc là không biết mà thôi. Nhưng mà tiếc là khi đến mức đó thì vẫn phải làm việc chung với thành phố để mà giải quyết cái vấn đề. Cái này cho mình thêm như chút xíu là lúc trước là mình cũng nhận rất là nhiều cái số phone của người dân gọi tới nói là cái nhà này mua là hồi trước người chủ là như vậy rồi mà không hiểu sao bây giờ giống như bắt họ phải dỡ đi hết rồi thay cái này thay cái nọ. Cái đó là thật sự là giống như Jack vừa nói là trước khi mình mua cái căn nhà đó mình nên lấy cái public record, tại vì khi mà mình mua xong cái nhà đó nó là property của mình. Những cái sai phạm khi mà người chủ nhà trước họ đã làm mà mình không biết, nhưng mà tới thời điểm đó cái nhà là của mình thì mình vẫn phải chịu trách nhiệm. Và những người giống như Jay là Code Enforcement Officer hoặc là trong cái bộ môn mà permit này nọ, họ sẽ hướng dẫn cho quý vị làm theo cái đúng cách, đúng theo cái thủ tục và cái coding của thành phố để cho an toàn của mọi người thôi, chứ không phải ở đây là muốn phạt hay là cái gì hết. Chúng tôi ở đây là muốn làm việc chung với quý vị và hướng dẫn để mà làm cho đúng cách thôi nha. Jake có thể kể cho quý vị khán giả biết cái sự khó khăn mà Jake gặp phải, nhất là từ những người chủ nhà mà khi mà bạn ra ngoài đường xử lý những cái trường hợp hàng ngày của bạn. Thường thì khi mà một trong những khó khăn đầu tiên khi mình đến một nhà là thường chủ nhà rất là bực bội. Họ hoàn toàn không muốn hợp tác với mình, cho nên đòi hỏi mình có sự kiên nhẫn cũng như phải giải thích rõ ràng cho họ là những cái lý do đằng sau mà việc cái mình đến và tại sao. Thường thì họ nói là tại sao bắt nhà tôi mà không bắt nhà hàng xóm. Thì mình giải thích cho họ cái cách làm của thành phố là thành phố chỉ xử lý những sự khiếu nại thôi, chứ không có nhân viên mà chạy xe vòng vòng và chọn nhà này bắt nhà kia. Làm như vậy sẽ không có cái sự công bằng. Cho nên khi mà giải thích cho họ là bởi vì có một người khiếu nại hoặc là có một người concern về cái sự an toàn của họ, thành phố ra kiểm tra. Ngoài ra thì có đôi khi chủ nhà cho cái căn nhà đó mướn và người chủ có thể ở một cái tiểu bang khác, thì trong cái quá trình đó việc liên lạc với chủ nhà có đôi khi cũng là một cái khó khăn khác. Và nhiều cái thì có người cũng không muốn cho mình vào nhà của họ, thì đến bước này thì thành phố cũng phải tìm lấy cái inspection warrant từ tòa án, thì cũng đòi hỏi nhiều bước, cũng rắc rối hơn. Nhưng mà thường khi mà mình giải thích cho họ mình đến, giống như dịch Christy có nói sơ là mình không phải đến để phạt họ, nhưng mà đến để đảm bảo họ sống trong một môi trường an toàn, đầy đủ, tiện nghi và không có ảnh hưởng gì đến, giống như Billy nói, của họ, bản thân họ hoặc là người thân trong gia đình. Thì khi mà giúp họ hiểu rõ đây là về vấn đề an toàn thì họ sẵn sàng hợp tác với mình hơn. Không những vậy, khi mà họ sửa xong cái nhà hoặc là họ clean up xong cái nhà, nó làm cho cái nhà của họ có giá trị hơn nữa. Và khi chúng ta mua nhà ở Garden Grove thì cái giá trị nhà nó rất là cao. Nhà của tùy cái nhà mình mua như thế nào, nhưng mà đương nhiên khi mà người ta sẽ dòm cái phần trước của sân của mình. Nếu mà thí dụ cỏ cây hoặc là những cái rác đó mà được thu dọn sạch sẽ, mình làm cái phần nhà của mình đẹp thì cái giá trị của căn nhà nó được tăng lên.
Không có gì mà ở trước nhà của chúng ta, thì Billy muốn đặt một cái câu hỏi mà cho Jack, là thường Billy hay thấy có người giống như là muốn chiếm hoặc là block cái public sidewalk, là cái đường đi của xe ở đằng trước, họ claim cái đó là cái khu đó là của nhà họ nên họ không có muốn xe khác đậu vô. Thì thường thường bạn hay khuyên những người mà có cái ý như vậy như thế nào? Thì trong những trường hợp đó thì Jack thường đến giải thích cho người chủ nhà là Jack hiểu là cái phần trước này nhiều người nghĩ đây là cái nhà của họ, cho nên họ không phải là người duy nhất mà nghĩ như vậy. Nhưng mà khi mà mình giải thích ra là đây là cái đường công cộng, bất kỳ ai cũng có thể đậu hết, cho nên thì Jack gặp nhiều trường hợp là họ đậu xe ở đó trước, hoặc là họ đẩy thùng rác ra để mà giữ chỗ bởi vì nghĩ đó là cái nhà của mình. Nhưng thực sự đó là cái đường công cộng và bất cứ ai cũng có thể đậu, miễn sao họ không đậu quá 3 ngày, nghĩa là 72 giờ. Thì nếu mà quý vị thấy xe nào mà đậu đó hơn 72 ngày thì có thể liên lạc 72 tiếng. À, xin lỗi, 72 tiếng thì có thể liên lạc với bên cảnh sát, bên PD. PD. Thì họ sẽ ra họ mark cái xe đó. Và nếu mà đậu quá thì có thể họ sẽ tow. Và nếu mà gọi cảnh sát thì đừng gọi số 911 đúng không? Phải gọi cái số mà không khẩn cấp đúng không? Và số non-emergency của thành phố Golden Grove là 714-741-5704. Dạ vâng, kính thưa quý vị, nếu mà quý vị để ý những cái xe mà khả nghi mà đậu trước nhà chúng ta hoặc là trong neighborhood của chúng ta hơn 72 tiếng thì như Jack nói là quý vị cũng có cơ hội để mà liên lạc với ti cảnh sát của thành phố Golden Grove, mà cái số không khẩn cấp nha quý vị, tại vì số khẩn cấp chỉ dành cho những trường hợp khẩn cấp mà thôi. Để mà trở lại đến với Jack, nhiều người cũng tò mò là thành phố Golden Grove có cái chương trình gì cho quý vị nào mà đang trong mướn Airbnb hoặc là mướn nhà vân vân, thì mà bạn có thể chia sẻ thêm. Đây Airbnb cũng là một trong những cái violation mà thường gặp ở Golden Grove, bởi vì nhiều người không có biết là thành phố Golden Grove không có cho phép sử dụng mình nhà để mướn Airbnb, hoặc là nó tiếng short term rental, có thể cho thuê nhà ngắn hạn. Thì cho thuê nhà ngắn hạn ở đây là có nghĩa là mà mình cho mướn dưới 30 ngày. Thì thành phố Golden Grove không có cho phép vấn đề này. Cái lý do là bởi vì khi mà mình cho mướn short term rental như vậy, ngắn hạn, thì thành phố khó kiểm soát được cái vấn đề an toàn trong nhà. Và khi mà có một người đến ở cái căn nhà đó, thường họ chỉ vacation hoặc đi chơi ở vài ngày, thì họ không có quan tâm đến cái căn nhà, họ có thể không quan tâm đến cái neighborhood, không có tôn trọng những người hàng xóm xung quanh. Thường đến họ party, họ mở nhạc lớn, họ nhậu nhẹt, và sau đó thì có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh. Thứ hai nữa là họ đến một căn nhà mà thành phố không có kiểm định được thì không biết là có đủ đảm bảo an toàn. Giả sử căn nhà có chứa một số lượng người nhất định mà họ mời một đống người đến chẳng hạn, thì nếu có trường hợp khẩn cấp xảy ra thì khó mà giải quyết cũng như đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Nếu mà một cái sự kiện, một cái ngôi nhà mà có rất là nhiều xe mà đậu mà chiếm đi cái đường đi của public sidewalk hay là public way đi, thì lúc đó họ người hàng xóm hoặc là người họ sống xung quanh đó phải làm gì? Phải gọi cho code enforcement hay là gọi ai? Người hàng xóm có thể gọi cho code enforcement hoặc là gọi cho bên cảnh sát. Thì nếu mà gọi cho code enforcement cũng được, không sao hết. Code enforcement có thể chuyển qua bên cảnh sát và cảnh sát sẽ ra xử lý những cái vấn đề đó. Và ngoài ra không biết là Jake hoặc là Christy có những cái lời chia sẻ gì, những cái update, những cái cập nhật gì bên cơ quan, bên cái bộ phận unit của code enforcement, và cũng như là chúng ta kết lời thì xin mời Christy có update về thành phố luôn. Xin mời Jake. Thì đối với code enforcement, một lời chia sẻ Jake muốn dành cho những cái quý vị sở hữu căn nhà đó là khi mình cho mướn đó thì mình nên thường xuyên đến kiểm tra căn nhà của mình. Bởi vì trong thành phố Golden Grove thường có nhiều trường hợp mà họ mướn nhà, sau đó họ dùng cái căn nhà cho mướn lại chẳng hạn, hoặc là dùng căn nhà đó để mà trồng cần sa. Mình nên đến kiểm tra căn nhà của mình, không nhất thiết là cứ mỗi tuần, nhưng mà mình có thể ghi trong cái hợp đồng là cứ mỗi 6 tháng mình đến kiểm tra nhà một lần để đảm bảo vấn đề an toàn, hoặc là nhà mình vẫn còn trong tình trạng nguyên vẹn. Làm như vậy thì mình giữ được cái giá trị của nhà mình, cũng như là giúp cho cái người mướn nhà không có
phá hoại căn nhà của mình. Và một lần nữa số phone để liên lạc cho Jake là số gì? Số phone cho Code Enforcement là 714-741-5358. Rồi, xin mời Christy. Giống như Christy chia sẻ, mùa hè bên thành phố cũng có rất là nhiều chương trình. Quý vị nếu mà cần biết về những cái chương trình là cho mượn loan, mượn grant, hoặc là sắp tới đây sẽ có những cái chương trình đại nhạc hội ngoài trời, summer concert, hoặc là chương trình movie at the park, chương trình giao lưu với cảnh sát, thì quý vị cũng có thể coi trên cái website của thành phố là ggcity.org. Một lần nữa xin cảm ơn Billy đã cho Jake và Chrissy lên đây để mà chia sẻ những thông tin của bên thành phố. Dạ vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều và mong gặp lại hai bạn trong công việc xã hội của cộng đồng. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin gửi lời chào đến quý vị, và nếu mà quý vị nào mà có những cái đề nghị, những cái câu hỏi gì trong tương lai, xin quý vị hãy gửi email về cho Billy là billyvu.le@gmail.com, hoặc quý vị có thể liên lạc số điện thoại là 714-643-6123, 714-643-6123. Đến đây chương trình Đời Sống Quanh Ta, Life Around Us with Billy Lê xin gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau. Xin chào.